Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay, thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Văn Giang. Sự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Giang, Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Văn Giang kiến nghị một số nội dung như cần sớm có phương án xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường sông Bắc Hưng Hải, đề nghị sửa đổi một số nội dung trong luật bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng quyền lợi, chế độ của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng cường nguồn ngân sách để hỗ trợ thêm mức đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Xem xét điều chỉnh quy định có cơ chế tạo điều kiện cho người dân trong hành lang đất bảo vệ công trình thủy lợi và đất mua bán trái thẩm quyền được hỗ trợ đất tái định cư và bồi thường đất và tài sản. Xem xét sửa đổi bổ sung các văn bản hướng dẫn để tạo hành lang pháp lý chặt chẽ rõ ràng, không chồng chéo để các đơn vị sự nghiệp giáo dục dễ thực hiện. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng trả lời một số vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến việc xử lý ô nhiễm môi trường hệ thống sông Bắc Hưng Hải. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Tiến sĩ trân trọng tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị. Những ý kiến kiến nghị của các cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo với Quốc hội hoặc chuyển tới các cấp có thẩm quyền xử lý giải quyết theo quy định. Sáng nay, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung quy định 171 ngày 27 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan hội quần chúng. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua thực tiễn 15 năm thực hiện quy định 171 của Ban Bí thư đã góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan hội quần chúng. Tuy vậy, cũng có những nội dung đến nay không còn phù hợp. Việc sửa đổi bổ sung quy định 171 là cần thiết để phù hợp với các quy định của đảng và tình hình thực tiễn hiện nay. Nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào tên gọi, bố cục phạm vi, đối tượng áp dụng cũng như chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, cập nhật những chủ trương nghị quyết, quy định mới của đảng về tổ chức và hoạt động của hội quần chúng. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, huyện Kim Động tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với 4 giai đoạn và 7 vấn đề huấn luyện, các tình huống giả định từng bước được giải quyết, đảm bảo nhanh chóng sát thực tế của địa phương. Vai trò tham mưu có hiệu quả của các phòng, ngành đoàn thể, nòng cốt là lực lượng vũ trang được thể hiện rõ nét hiệu quả. Nội dung thực binh xử lý tình huống A2, thực hành tiếp nhận quân nhân dự bị và tiến công địch đổ bộ đường không, các lực lượng đã tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, sát thực tế chiến đấu. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của các phòng ngành, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Sáng nay, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 trường đại học, 3 trường cao đẳng có tổ chức hội sinh viên với tổng số trên 10.300 hội viên, phát huy tinh thần thi đua học tập sáng tạo tình nguyện, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh văn minh. Hội viên Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch 7 chỉ tiêu do đại hội lần thứ 3 đề ra. Toàn tỉnh có gần 850 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng cấp trung ương. Nổi bật như các hoạt động theo thông điệp 3T, tiên phong, tương trợ thích ứng, phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vì đàn em thân yêu, chiến dịch mùa hè xanh. Nhà nước vẫn công bố giá xăng dầu, nhưng kỳ điều hành rút ngắn từ 10 ngày xuống 7 ngày và cố định vào thứ Năm, đồng thời không có mức chiết khấu cố định cho các đại lý. Theo đó, Bộ điều hành phương án điều hành giá xăng dầu, một là giữ nguyên như hiện nay, nhưng rà soát và sửa quy định về phương thức tần suất xác định các chi phí để tính đúng, đủ và kịp thời hơn cho doanh nghiệp. Phương án thứ hai, nhà nước chỉ công bố các yếu tố cấu thành giá doanh nghiệp đầu mối. Trên cơ sở này, sẽ tự xác định công bố giá bán lẻ
sau đó họ báo cáo về Liên Bộ Công Thương Tài chính để giám sát. Sau phân tích và ý kiến góp ý từ các bộ ngành địa phương, Bộ Công Thương đề xuất chọn phương án giữ nguyên cách điều hành giá như hiện nay để kiểm soát nguồn cung, giá bán trong nước. Tuy nhiên, thời gian giữa hai chu kỳ điều hành giá cũng rút ngắn từ 10 ngày hiện tại xuống 7 ngày, cố định vào thứ năm hàng tuần. Triển khai từ cuối năm 2022, ba tuyến đường tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cử đang phải dừng thi công, khiến giao thông đi lại khó khăn. Đó là tuyến đường ở các thôn Hoàng Các dài 3 km, hướng ra đường tỉnh 386, thôn Hoàng Xá đối với đường huyện 84 và thôn Đại Khê. Các công trình trên đều nằm trong gói cải tạo tuyến đường trục liên xã Tiên Tiến, trị giá khoảng 50 tỷ đồng. Các tuyến đường trên phải dừng thi công khoảng 10 tháng nay do xã Tiên Tiến chưa có nguồn vốn đối ứng từ việc chậm đấu giá đất giãn dân. Qua đó, khiến việc đi lại của nhiều hộ dân trên địa bàn xã gặp khó khăn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trần Phương Duy, 35 tuổi, ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, để điều tra về hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa, trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng Lê Trần Phương Duy hiện đang quản lý trong một casino ở Campuchia, đến dẫn dụ Duy về Việt Nam. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Duy thừa nhận đã mua gần 100 tài khoản từ các cá nhân khác nhau, đa số có địa chỉ tại thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời và xã Thới Bình, huyện Thới Bình. Làm việc với cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã trả cho người đứng tên mở tài khoản ngân hàng từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ cho biết, các nhà biên kịch thuộc hiệp hội này đã thông qua với đa số phiếu ủng hộ thỏa thuận mới với các hãng phim, qua đó chính thức chấm dứt một trong những cuộc đình công lâu nhất từ trước đến nay trong ngành điện ảnh. Thỏa thuận trên cho phép các nhà biên kịch trở lại làm việc với các điều khoản được cải thiện. Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình Mỹ, đại diện đứng ra thương lượng cho các hãng phim Hollywood như Walt Disney, Netflix, Warner Bros. Cho rằng hợp đồng trên mang lại những lợi ích lớn và bảo vệ các nhà biên kịch. Các nhà biên kịch tại Hollywood đã tiến hành đình công từ ngày 2 tháng 5 vừa qua, sau khi đàm phán bế tắc liên quan tới vấn đề bồi thường, số lượng nhân viên tối thiểu trong các phòng biên kịch, việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI, tiền thưởng cho biên kịch của những chương trình truyền thông thành công. Truyền thông Anh đưa tin, tua bin gió đầu tiên trong dự án xây dựng trang trại điện gió lớn nhất thế giới ở Biển Bắc bắt đầu cung cấp điện cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại Anh. Theo đó, nhà phát triển hôm 9 tháng 10 xác nhận trang trại Dogger Bank nằm cách vùng biển Yorkshire 130 km đã bắt đầu sản xuất điện từ đầu tháng 10 khi tua bin đầu tiên trong 277 tua bin kết nối với lưới điện, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hướng tới sản xuất điện cho 6 triệu hộ gia đình mỗi năm. Dự án Dogger Bank sẽ sản xuất 3,6 triệu kWh điện khi hoàn thành vào năm 2026. Mỗi vòng quay của cánh quạt dài 107 m ở tua bin đầu tiên tại Dogger Bank có thể sản xuất đủ điện để cung cấp cho một hộ gia đình thông thường tại Anh trong vòng 2 ngày. Hãng hàng không quốc gia Garuda Indonesia cho biết vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm sử dụng nhiên liệu phản lực sinh học từ dầu cọ trên máy bay. Giám đốc điều hành Garuda cho hay chiếc máy bay đã bay hơn 130 km từ thủ đô Jakarta đến huyện Pelabuhan Ratu ở tỉnh Tây Java vào tuần trước, sử dụng nhiên liệu máy bay chứa 2,4% hàm lượng dầu cọ. Với những kết quả này, Garuda Indonesia đã sẵn sàng khám phá việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững trên các chuyến bay thương mại trên cơ sở một nghiên cứu toàn diện. Trước chuyến bay thử nghiệm nói trên, Garuda Indonesia đã tiến hành thử nghiệm tĩnh và thử nghiệm động cơ trên mặt đất từ tháng 7. Quý vị và các bạn thân mến, những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.